Kính thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, đồng chí Trần Thị Thanh Thủy, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thị ủy Mỹ Hào đã đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại các chốt kiểm soát trên địa bàn thị xã. Hiện nay, thị xã Mỹ Hào đã thành lập 10 chốt kiểm soát dịch bệnh COVID-19, tích cực triển khai các biện pháp như kiểm tra thân nhiệt, khai báo lịch trình di chuyển, kiểm soát các phương tiện đi vào địa bàn thị xã, tạm dừng đối với những người ở vùng có dịch vào địa bàn theo văn bản chỉ đạo của các cấp về phòng chống COVID-19. Tại các nơi đến kiểm tra, đồng chí Bí thư Thị ủy ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát, đồng thời yêu cầu trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, các lực lượng khắc phục khó khăn tiếp tục làm tốt công tác kiểm soát người và phương tiện đi vào thị xã theo quy định. Đối với các xã phường, tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền khuyến cáo để nhân dân chấp hành nghiêm các biện pháp phòng chống dịch bệnh, kiên quyết xử phạt các trường hợp không đeo khẩu trang nơi công cộng. Bám sát sự chỉ đạo của các cấp các ngành, chủ động các phương án huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và người dân, góp phần khống chế, không để dịch lây lan trên địa bàn.